Mắc ỏi quá anh ơi. Mắc ỏi hãy uống cái này cho nó tiêu. Còn bạn thì sao? Không nói gì. Ý kiến của bạn như thế nào? Anh em muốn bể là nhà. Ok, tí nữa đừng có nói ói mỡ tùm lum mà xong nói của đây là nhà tôi nha. Rồi xin mời. Em giết hết. Ok, lời tuyên bố rất chắc định. Rồi các bạn, giơ tay lên cao nào. Tất cả các chàng trai cùng giơ tay lên cao để lấy hơi thở cho bụng của mình. Rồi móc cái gì ra vậy? Cầm cho bạn mình đi. Rồi có cần nới dây nịch không? Và bây giờ 3, 2, 1. Cái này là lỗi, là do lỗi khách quan của chúng tôi sẽ có độ bộ phận. Từ 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 từ, để ban tổ chức sẽ cân lại cuối cùng. Chưa đi qua chặng đường. Cái này ra nó bị. Không, nhưng mà khả năng của anh uống là có thiệt. Cứ nhìn đi, cứ nhìn đi, chúng ta công bằng mà chúng ta nhìn. Khả năng uống là có thiệt chứ không phải là không có. Các bạn nhìn nè, mặc dù có đổ nhưng mà ở chừng mực nào đó các bạn có thể nhìn thấy công nhận không? Và chúng ta phải công nhận tốc độ cũng như cường độ. Khi các bạn này còn chưa hoàn thành trong chơi thứ hai. Ba hai một vô. Anh em muốn bể là nhà mà. 3, 2, 1 vô hả? Vô. Đường về nhà là vợ tim ta, dẫu đã mưa gần xa. Ban tổ chức vẫn chấp nhận. Không sao, không sao. Wow, tuyệt vời, một khoảnh khắc rất tuyệt vời. Quay phim đâu rồi, quay phim đâu? Mấy ông quay phim đâu hết đây? Đây đây thầy ơi. Quay rồi thầy ơi. Mau lên, mau lên. Em nói từ kiểu dạng nào? Còn em đến từ kiểu dạng nào? Rồi, hét tới sáng là hét tới sáng luôn đi khỏi chơi. Mỗi người sẽ có 2 chai, ai hoàn thành trong thời gian sớm nhất sẽ là người giành chiến thắng. 3, 2, 1. Quay phim vô, vô đó. Đừng đẩy, đừng đẩy anh, đừng đẩy, đừng đẩy. Đang chưa có giải nhất, chưa có giải nhất. Giải nhất đang kề. Quay chậm mặt, quay chậm mặt. Đường xuống quay rất ngang. Con tờ giải nhất có khung tha. Không sao, tiếp đi, giải nhì cũng ổn xong mấy không hả? Giải nhì dọn lau giúp chúng tôi nha. Chuyển bạn xuống, chuyển bạn xuống, không sao hết, cuộc sống mà.